Khi mình đi tu, nó phải mình đi tu cho cá nhân mình, mình đi tu cho cả gia đình, cả dòng họ, cả đất nước của mình. Ở đất nước mình cần có những con người tỏa chiếu được cái sự bình an, tỏa chiếu được cái sự vững chãi, tỏa chiếu được cái tình thương và cái niềm vui. Và đi tu là để mà chế tác những chất liệu như vậy. Và mình tu như vậy là tu cho cả dòng họ, tu cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho đất nước. Vậy vậy đây, cái đời của mình là một cái đời tu của mình là một cái đầu tư, một cái investment của gia đình. Thành ra người cha nào, người mẹ nào, cái gia đình nào mà có một đứa con đi tu, mình phải hãnh diện. Tại gia đình mình đã đầu tư được một đứa con vào trong cái sự nghiệp cao cả, mà tham dự được vào cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn, mình phải hãnh diện thì mới được. Và mình nói với bên nội, mình nói với gia đình bên ngoài là mình đi tu như vậy là có một chí hướng rất là lớn. Mà đi tu không phải là chỉ vì hạnh phúc cá nhân, đi tu là vì hạnh phúc của cả dòng họ, của cả đất nước, của cả xã hội. Tại vì xã hội rất cần một con người biết chế tác những cái chất liệu của vững chãi, của an lạc, của thảnh thơi và của tình thương.